Xin chào các khán giả của Gia Bảo Luxury. Ngày hôm nay trong chuyên mục review đồng hồ, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về chiếc Rolex Cosmograph Daytona 116589 SACI. Giữ lại những tinh túy trong giá trị truyền thống kết hợp nhuần nhuyễn với kỹ thuật chế tác hiện đại đã tạo nên diện mạo cho ngành công nghiệp đồng hồ đầy màu sắc như hiện nay. Và không ai khác, Rolex xứng đáng là thương hiệu dẫn đầu trong việc ứng dụng những điểm mới mẻ trên nền tảng giữ lại các chi tiết cổ điển để tạo nên hàng loạt những mẫu đồng hồ có chất lượng ổn định đi kèm với thiết kế hợp thời như hiện nay. Và hơn 50 năm qua, Rolex đã không ngừng biến đổi dòng đồng hồ Daytona để đáp ứng được nhu cầu của từng khách hàng. Với những ai vừa yêu tốc độ, vừa thích sự xa xỉ, thì Rolex đã tung ra mẫu đồng hồ Rolex Cosmograph Daytona với mã hiệu 118589 SACI. Cảm nhận đầu tiên về mẫu đồng hồ Rolex này không gì khác đó là sự mới lạ. Bạn sẽ ngạc nhiên và đặt dấu chấm hỏi rằng thang đo tốc độ tachymeter quen thuộc trên vành bezel ở đâu. Thang đo tachymeter là chi tiết đặc trưng có mặt trên những chiếc đồng hồ chronograph. Tùy vào phong cách thiết kế, các thương hiệu lại sắp đặt thang tachymeter ở bên trong hoặc bên ngoài mặt số. Với Rolex, kể từ khi tung ra dòng đồng hồ Daytona vào năm 1963, thương hiệu này đã thống nhất tích hợp thang đo tốc độ tachymeter lên vành bezel của đồng hồ. Đây được xem là DNA để nhận dạng mỗi chiếc đồng hồ Rolex Daytona. Song, với phiên bản Daytona 116589 SACI, Rolex đã loại bỏ chi tiết này và thay vào đó bởi hệ thống đá quý là sapphire có màu xanh. Sử dụng sapphire khiến cho chiếc đồng hồ này khác biệt hoàn toàn so với những chiếc Daytona được thiết kế theo kiểu truyền thống. Thực tế, chỉ có một số lượng rất nhỏ đồng hồ Daytona 116589 SACI được Rolex cho sản xuất bởi mẫu đồng hồ này không phục vụ đại đa số nhóm khách hàng. Cụ thể hơn, những ai theo chủ nghĩa thuần túy sẽ không mấy hứng thú với phiên bản đồng hồ này. Ngược lại thì những khách hàng mong muốn một thiết kế đặc biệt có hơi hướng kim hoàn trên một chiếc đồng hồ thể thao thì sẽ tìm mua nó. Ngày nay, Rolex đã tích cực sử dụng đá quý trên các thiết kế đồng hồ của mình nhiều hơn, đặc biệt là trên vành bezel. Nếu trên phiên bản 116589 SACI hiện tại là giải đá quý sapphire màu xanh, thì trong phiên bản 116589 SALV đã từng có mặt tại Gia Bảo Luxury đá quý được sử dụng là ruby đỏ. Hay thậm chí là việc ghép những viên đá sapphire có nhiều màu sắc khác nhau để tạo nên vành bezel cầu vồng trên chiếc Rolex Daytona Rainbow 116595 ABOW. Về chi tiết thiết kế thì tại vành bezel của mẫu đồng hồ này, Rolex đã sử dụng 24 viên đá sapphire xanh dạng ống, có kích thước lớn đều nhau và có sắc màu tuyệt đối giống nhau, điều tạo nên giá trị cho mẫu đồng hồ này. Nhà sản xuất đã đặt 2 viên đá sát cạnh nhau và cố định chắc chắn chúng bằng vành bezel vàng trắng ở bên dưới. Sự kết hợp giữa vỏ khung vàng trắng và những viên đá xanh khiến cả chiếc đồng hồ tràn đầy sức sống. Tạo nên vẻ ngoài fashion cho chiếc đồng hồ này là dây đeo bằng da cá sấu tông xuyệt tông với đá sapphire. Không chỉ mới lạ trong thiết kế vành bezel, Rolex cũng đã sử dụng chất liệu khảm trai để làm mặt số cho mẫu đồng hồ này. Phải khẳng định rằng khảm trai hay vân xà cừ đã được Rolex sử dụng rất nhiều trong các bộ sưu tập. Thế nhưng chúng ta chủ yếu thấy chất liệu này trong những bộ sưu tập Dead Just hay là Day Date. Còn với các bộ sưu tập mang tính sport thì hạn chế hơn và không hề tràn lan. Tùy vào vỏ chai thu kiếm được, các nghệ sĩ nhà Rolex sẽ tiến hành bóc tách từng lớp mỏng và dát phẳng tạo nên bề mặt số đồng hồ. Mặt số đồng hồ khảm trai có thể thấy ánh lên màu đen, màu hồng và màu trắng. Bộ tổ hợp vàng trắng, đá sapphire xanh và khảm trai trắng đã tạo nên diện mạo bắt mắt của mẫu đồng hồ Rolex Cosmograph Daytona ngày hôm nay. Nếu như đặt mặt số song song với tầm mắt chúng ta, sẽ cảm thấy độ mịn của từng lớp vân. Nhưng vẻ đẹp từ mặt số khảm trai chỉ có thể thấy được khi mà ta đặt nghiêng chiếc đồng hồ. Tùy góc nghiêng đặt mà mỗi một góc màu sắc phản chiếu sẽ đem đến một sự thú vị khác nhau. Thậm chí là chỉ khi đặt nằm nghiêng, vân khảm trai tạo nên cái hiệu ứng gồ ghề, đánh lừa hẳn thị giác đơn thuần, cảm giác như là mặt số đồng hồ đã không được làm phẳng, đặc biệt hấp dẫn. Trên mặt số đồng hồ ngoài 12 cọc chỉ giờ kim cương xen lẫn cọc vàng trắng đính nổi thì điểm dễ nhận thấy nhất phải là 3 mặt số phụ được sắp đặt tại góc 3, 6 và 9 giờ. Cùng với kim dây mảnh nhất đặt tại trung tâm, 2 mặt số phụ ở góc 3 và 9 giờ sẽ đếm thời gian di chuyển của vật thể, đều được tác động bởi nút bấm góc 2 và 4 giờ, vị trí quen thuộc ngoài vỏ khung. Các nút bấm hay núm điều chỉnh đều xoáy chặt vào bên trong vỏ khung. Đây được xem là chi tiết tuyệt vời, củng cố khả năng kháng nước ở mức 100m cho chiếc đồng hồ này.
và giữ lại giá trị cốt lõi từ trước tới nay. Tính chính xác đều được Rolex giữ lại trong mọi chiếc đồng hồ. Thậm chí là Rolex còn ngày một nghiên cứu những sáng tạo kỹ thuật mới để nâng cao tính chính xác cũng như hiệu suất của mọi chiếc đồng hồ. Và với chiếc Rolex Cosmograph Daytona ngày hôm nay, sở hữu bộ máy Caliber 4130 với những cải tiến mới nhất của Rolex. Caliber 4130 là bộ máy chronograph tự động đầu tiên do Rolex tự mình phát triển và nghiên cứu. Trải qua 19 năm tồn tại thì đây vẫn là bộ máy chronograph duy nhất mà Rolex trang bị cho những mẫu đồng hồ thuộc bộ sưu tập Daytona. Với thành tựu vượt trội là dây tóc xanh Parachrome, rotor xoay quanh hai chiều ở bên trong, Caliber 4130 có thể cung cấp năng lượng cho chiếc đồng hồ này vận hành chính xác trong khoảng 72 giờ đồng hồ. Và đó là những điều thú vị xoay quanh chiếc đồng hồ Rolex Cosmograph Daytona 116589 SACI ngày hôm nay. Các anh em hãy nhớ để lại bình luận của mình ở phần bên dưới và đừng quên theo dõi những video tiếp theo của Gia Bảo Luxury. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau.